Chú Tiến, người ta không muốn lấy hàng của mình nữa hả chú? Hiện tại tất cả các mối lái bây giờ họ hủy hết rồi, không lấy hàng của mình nữa. Bây giờ họ chuyển qua lấy lò bánh khác. Chuyện bánh của lò mình á, ăn bị ngộ độc, lan truyền khắp nơi. Người ta sợ không dám tới đây mua nữa. Làm gì mà có tiền trả tiền cho tụi tôi? Tôi còn phải lo cho gia đình, cho con cái nữa chứ. Nghe chưa? Mọi người á, suy nghĩ như vậy là đúng đó. Cứ qua lò bánh tôi mà làm. Tôi nghe nói á, bà Mỹ Anh đổ bệnh rồi. Bà già như vậy á, chắc không có qua khỏi đâu. Giao lại cho cái người mà tiền sử hút chích như vậy á, không biết có giữ nổi không nữa. Mà nói gì? Mày muốn gì? Mày muốn sao? Hả? Bà muốn sao? Nam à, bình tĩnh đi cô. Mọi người, mau qua lò của tôi làm đi. Tôi đang cần mướn nhân công đó. Không qua đó nha là tôi không cần nữa. Đủ rồi là tôi không cần nữa đâu. Tôi qua nữa, tôi qua. Chị Thắm. Anh Năm. Chị cũng bỏ đi nữa hả? Tôi còn nuôi mấy đứa con nữa, còn gia đình nữa anh. Còn anh Năm có đi không? Anh là thợ chính á, tôi trả gấp đôi bên này. Chú Năm, chú sao? Chú xin lỗi. Thấy chưa? Đến chú, mà chú cũng muốn bỏ đi nữa hả? Vậy mới phải đó chứ. Chú xin lỗi là không khuyên được mấy người này ở lại. Còn chú á, chỉ ra đi khi nào lò này đóng cửa chú mới đi. Hay quá, chú vậy mới phải á, cảm ơn chú. Nghe chưa? Anh á, anh dại quá à. Bây giờ á, tôi tăng cho anh gấp 3, anh qua không? Bao nhiêu? Gấp 3. Vậy 30 đi. 300 tôi cũng không đi nữa. Tôi nói cho chị biết, đối với bác Mỹ Anh bên này á, đối với tôi là ơn là nghĩa. Tiền bạc không thể thay thế được. Chị đi về đi. Bây giờ á, ai đi thì đi theo tôi. Đi nhìn đường đi, kênh mặt té lòi bán hỏng bây giờ á.